Lan chào cả nhà. Làng thì xuống tới nhà gái làng nhà Mai Lộ, đi xuống đi con, xuống chạy vô, chạy vô. Đi đái đi nha. Đi phi phi trước cửa của ba đi, đái đi, đái đi. Lần nào cũng khôn lắm bà con, xuống đi đái rồi mới vô. Rồi gõ cửa của ba đi, gõ cửa của ba, kêu của ba open đưa đó đi. Nha, xuống tới nhà gái làng rồi. Đây mua một đống đồ thách quay nè, đem xuống cho con gái mình là bây giờ bưng vô nha. Quá trời bưng vô chắc ra coi cái giống gì đây. Đó bà ngoại tới rồi, bà ngoại tới rồi, mừng quá rồi, bà ngoại tới rồi. Đâu rồi, bà mày đâu rồi, bà mày làm gì cả. Hai ba gì mệt quá à, sao rồi bà ngoại à, mấy anh làm mừng con bà ngoại trước hơn con ha. Trời ơi, ôi đẹp trai quá đi. Được rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Tới nhà con gái lên rồi nha, coi đem gì xuống cho nó đây. Đây bà ngoại đem đồ xuống nhà cho má mày gì đây, ở này đồ ăn cho con nè. Rồi đem đồ ăn cho chó nữa nha bà con nè. Đi đi đi, rồi ở đó đây, đi đi. Mày lo ăn không, bà ngoại cho nè, bà nội cho nè, mày lộn nè, mày lo ăn đi, lấy của mày xuống cho em đó. Hai cái bánh ít của Trang cho nữa qua nè, đó, cho nó ăn thử cái bánh ít gai. Nó cũng không biết ăn đồ Việt nha bà con, bánh ít gai là mua chậu bít rầy phải không? Ủa đâu phải bánh gai chứ không phải bánh ít nha, bánh gai chậu bít rầy. Rồi đem cho con gái là hai đòn bánh tét, một đứa một đòn. Đây cho nó ăn hai đòn bánh tét. Rồi cho nó cái gì đây, chia tài sản. Một cây cải theo, trời ơi, để ngồi chút xíu mẹ đem cho một cây cải theo màu tím đẹp quá nè. Rồi hồi nãy đang mua đồ thích quay nha, ở phở Hùng ba phần cơm bì sườn, cơm trứng bì sườn chả đó, ba phần đây. Rồi chắc đây ba phần nè, đó. Ôi cho tôi vững lại. Còn cái này là hủ tiếu bò kho chiều ăn nha mấy em. Mẹ mua cho con hủ tiếu bò kho chiều ăn. Đó một phần nè. Rồi cái này hủ tiếu mì tôm thật, một phần nữa cho chiều hai chồng nó có ăn. Rồi cái này cái gì đây, nước mắm. Nước mắm tôi nghiệp kêu nhỏ em quen cái tiệm ở phở Hùng, quen với anh Liêm, với anh Liêm quen với bà chị Cúc, bạn với anh Liêm. Em chị Cúc nói cho chị Lan thêm, xin thêm nước mắm, cho thêm hai phần nước mắm nữa nè. Mày để cái thùng này về nhà đi em. Đó. Bây giờ thay bình mấy giờ nó ăn? Bây giờ mẹ với con ăn trước để làm sao? Đó, ở cho trời trời đây đây. Nè nó có đồ chua đó, mấy gì cho đồ chua, đồ đuối gì nè, mỗi phần gì nè con. Đó. Đây ba phần nè. Rồi đây. Rồi cái này là bò kho nè, cái này ăn bò kho. Rồi một phần bò kho nhiều dễ sợ không, nào là hủ tiếu rồi bò kho rồi giá quế vô chỉ cho đầy hết nè, nhiều quá. Rồi thôi bây giờ đi ăn nha bà con, lấy dĩa, lấy dĩa ra. Bây giờ mình mở mấy cái này thì chưa ăn, mình mở ra cho nó nguội đi nha. Đó, mình đang mở ra cho nó nguội, hí hí ra gì nè cho nó nguội. Mẹ mình cái này mà chiều con ăn mà mẹ mở ra cho nguội nha các em. Dạ. Ừ. Mở ra cho nó nguội nè. Cái này với cái này là một set với nhau, để gần với nhau này cho con biết nè. Bữa này bò kho nè. Bò kho với hủ tiếu là cái này chung một phe đó nè. Rồi cái nào biết với cái nào con biết rồi chứ gì ha. Rồi biết rồi đó. Rồi biết rồi. Ở dưới này muốn ăn thì đi ra cái gì ta? Đi ra gì bóc siêu ở đây em. Đi ra bóc siêu ăn. Đồ Việt Nam mà chỉ có spring bell mới gặp. Mà ra sợ với sọc mới ăn. Ở đây là còn nhiều đồ. Cái mình ăn rồi chưa? Mẹ làm luôn không? Ha, để đó cho nó. Rồi mẹ làm cho con. Giờ đang chắc ra cho Lan với Liên trước đi. Trời ơi, đói bụng giờ này đấy chứ, đói bụng rồi. Muỗng đây, để ra. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. À, cơm nha bà con, cơm tấm bì sườn chả, trứng. Ủa không có trứng là bì sườn chả à, nó lộn không phải trứng. Chả thôi. À, rồi, Lan mời cả nhà nha. Ngoại nói chuyện quá không? Ghê kìm không? Hay. Ừ, cho bú đi, cho mẹ ăn lẹ đi. Giỡn cái gì hả, nhiều chuyện hả? Hả cháu ngoại là nó nhiều chuyện. Rồi gì đó, mời cả nhà nha. Giờ này mấy giờ rồi?
11:35 rồi, đói bụng rồi. Hồi nãy quên xin nước súp rồi. Lo nói chuyện rồi mà quên mất tiêu rồi. Gặp xí xôi xí xào mà quên mất tiêu rồi. Để nước mắm vô. Cơm tắm. Đồ ăn cách quay này Lan mua ở Phở Hùng nha, ở Weston á, Lan mời cả nhà ăn cơm. Còn ở đây ăn theo đây đi. Nó bỏ hai thằng này ở đây đi, con nó đi tội bộ đi hết đó từ. Lan làm mì ngon nha, gái Lan đó làm mì ngon. Tại nói chung mình làm mà thịt được nhiều hơn cái thịt mình kìa. Biết mình kìa nó đậm đà hơn. Hơn cũng người ta làm. Còn lại đâu? Còn lại không? Ừ. Chủ nhật từ này con đi lên mẹ mà nấu bún quế cho. Đến chùa rồi, đi không? Gầm. Gầm lớp. Ớt vậy? Tặng đậu hết. Cái thằng cháu con ngóc mắt đùi ăn tiếp nè. Ơ ngồi phơi nắng đi cô ba đi kìa đó đó, phơi ngồi phơi nắng đi. Đó, mấy cô cháu ngồi phơi nắng đi. Nắng sáng kìa đó. Ôi liếp cô ba. Chấp tờ đâu, chấp tờ lại kìa, chấp tờ. Chấp tờ lại nè, đó là ngồi phơi nắng nè. Có vitamin D nè. Nè. Phơi nắng có vitamin D nè. Đó chứ mấy chấp tờ đâu, chấp tờ lại phơi nắng nè. Trời ơi lại hủi em. Mày lo đừng có liếm em. Lại đây chép tờ lại nào bà ngoại biểu cái tội trội nó cành anh ông nội ơi nè ta đặt nó cành anh ôi trội bà ngoại quấn mẹ cành anh cành anh cành tay quấn nè cành tay quấn nè giỏi good boy good boy rồi liếm ngoại đi good boy good boy cành tay dương ba mình đang làm việc ôm sùm ở đây chứ nè ôm sùm ở đây rồi Lan đem cải theo xuống trồng ở đây nè. Ui nó ra cái cây này ở đây Lan ngắt nó nè bà con, nó mọc bông Lan ngắt nó ra, Lan ghim nó lại đây nha, ghim nó lại đây nè hả, ghim đó, ghim ghim nó đây. Ui ui đó Lan ghim nó vậy đó, trời ơi mùa đông nó mấy cái này nó tiêu hết rồi bà con nè, rau thơm thơ tốt dễ sợ không nè, còn cái cây này nó muốn chết rồi. Cải heo quên quên này cải gì à, cải thì con gái mình nó cắt ăn cái nó lên vừa nữa như nè bà con, cắt cắt ngang vậy đó ăn. Cái này cải trắng nha. Hai chó ngồi đợi sao nó giống xương rung vậy. Không phải nó dài đúng không, lần đầu tiên ăn bánh ít lá gai không không thích à. Rồi cho thử không thích rồi rồi đây mẹ ăn. Rồi thử mà. Rồi mày thử làm sao? Nào ôm. Lại đây, nào 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 lại đây, mày lại chắc tao là bà ngoại biểu nè. Lại chơi với mấy thằng bay nè, đó. Ừ, hôm nay còn đi học không chấp tờ. Ờ, vậy hả? Thứ tư là đi gửi nhà trẻ nha bà con, thứ tư gửi nhà trẻ. Ừ, thứ tư đi gửi nhà trẻ. Ở nhà cho đi chơi với bạn ở đằng bạn chó với nhau ở đằng chỗ chó đó. Rồi. Bữa hết nhiều mấy chục. 60 đồng. Cho đi nhà trẻ chơi với bạn 60. Đi chơi nhà trẻ với bạn 60 đồng. Ôi trời ơi. Thôi 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 thôi. Thôi thôi thôi. Vợ chồng không dạy nó chừng nào bà ngủ đi ra kiếm kiếm đi. Đây nè đây. Cô chồng nó ngủ đó. Vậy hả? Đi đi. Trời ơi. Nghe. Nó giống nhò như vậy nè, vô à. Nó nhảy lên rồi lòng cho bà người ta để cho ngủ. Lại đây bà ngoại cho mày ngủ nè. Đi lại nhà trẻ rồi tới giờ ngủ á, nó đi kiếm cô giáo cho cô giáo ẩm nó gì nè bà con, ẩm nó gì đó cho ngủ. Trời ơi. Chó ở Úc này cũng như vậy đó, đã không? Tới giờ ngủ má nó nói là cô già mấy cô đẳng cưng lắm. Ôm ẩm cho ngủ. Ôi trời ơi, trời ơi. Đi lên bà nào lên bà ngoại cưng cho. Nó lên ngủ với ông ngoại bà ngoại. Biết rồi. Mà ba mày đang làm việc ngủ ra cái cửa này rồi nè. Ba mày ra ba làm mới có tiền ăn. Ba ra chửi rồi nè. Đi vô.
Đây, đầu cổ gió bồm sơm hết rồi. Lan đang đi bộ với Lien đi lại bác sĩ nha. Cho cháu ngoại Lan nó khám bệnh đây. Bị nổi mấy cái chấm đỏ đỏ trên tay, trên giò nó đồ má nó lo. Trời, bút bác sĩ rồi, bây giờ đi bộ. Đi bộ, nó dắt Lan đi bộ đây. Ở đây nhà dùng cũ không mà ở đây cái khu này mới xây nè. Nhà có một căn mới xây. Còn nhiều nhà cũ không mà nha bà con. Lâu lâu lọt vô một hai căn nhà mới xây thôi. Đang đứng chờ con gái nó bỏ quên điện thoại, bây giờ chạy xuống lấy rồi. Lấy đi ra đi. Đi bộ, đi bộ. Trên vùng này nhà rất là im tĩnh, khu nó im tĩnh dễ sợ. Đi đi qua lọt. Ở đây là ở Lenai Ridge nha bà con. Thôi đi ra tới ngoài đường tránh sốc không đây. Ủa mình có đi ngang lỗ không vậy con? Ở đây nhà hàng đồ đông lắm nè. Nhà hàng gì con? Nhà hàng mới đi ngang nhà hàng Đại Hàng Master of Korea. Cái dãy này shop cũng nhiều lắm, quán cà phê cũng đẹp. Cái loại bự này vậy mà có 60 qua phải không vậy? Cái này 60 à? Ồ, 60 ghẻ vậy? Thấy ghẻ vậy? Phải không? Bưng đi. Sượng 2-600 mà dòm có xíu con số 0 không bà? Ủa ghẻ đó, tại bụng này 22. Cái này nè, mới 200. Không, cái này mà nó có hai con rồi nè, con nó đang mọc cái thêm rồi nè. Nó sắp đồ nó bự quá, bông nó bự lắm, đẹp nè. Có 60 bụi ghẻ, ghẻ ghẻ. À, nhà hàng Nhật có bán sushi, chút bận về ghé mua về cho cháu nội là ăn. Nó tàn học. Bánh mì giờ mình mới vòng lại cái bác sĩ ở đây. Còn hàng mấy giờ? 1 giờ. 1 giờ mà đi nữa không kịp đó, 15 phút à. Kịp không? Có cái này không? Ờ vậy đi nhanh đi. Đi xuống đi. Tiệm bán quần áo nha. Tiệm bán quần áo, shop đồ cũng đồng lắm nè. Thì cái dãy này cũng đầy đủ hết. Ờ nguyên cái dãy này shop quá trời luôn rồi. Đường gì á đi anh? Hai chiếc hả? Đường hai chiếc. Đường hai chiếc ở trên lên này rực nha. Nhà hàng tàu đông lắm nè. Ờ đủ hết á. Ờ nguyên cái dãy này bác sĩ rồi gì đùm lum hết, đủ hết á. Sốt quần áo luôn nữa nè. Wow, cái áo đẹp đấy anh. Áo sọc kìa. Ồ, ở đây tiệm bánh mì ngon quá nè. Có hai cái hả? Ồ. Ở đây có một cái nữa mà con. Nè, fish and chip nữa nè, bán cá tươi cho mình ăn chiên á. Otter nữa kìa đi em. Ôi, tôm tép đủ hết nè. Mày đi đi mà đừng nhìn là mẹ. Ồ, có chút một khúc chút xíu hai tiệm bánh mì nè. Ồ, bánh khoai, bánh ngọt đồ ngon với sỏi không nè. Ừ. Mấy này là supermarket đi ngang lộ. Ồ chuối đây mắc à Lê Anh, 7 đồng ký à. Ờ, ở cái tiệm này mắc. tiệm này bán mắc mà. Wow, ở đây tiệm bánh mì nè. Mẹ muốn đi cho cô rồi. Hả? Đưa lại mẹ đứng cho. Ồ, bánh mì này ngon hả Lý Anh? Cái bánh mì đó con nói ngon đó. Bánh mì trên đó ngon lắm, mì đậu nó ngon. Hột quá. Ờ mà mẹ thích, ngon đó. Mua bánh mì xong bây giờ đi nha, đi lại bác sĩ. Cái thư viện là trên đây sao? Thư viện trên đó. Ồ quần áo đẹp đẹp luôn nè. Bận mấy cái này là không có đụng hàng ha Lý Anh ha. Ồ cây lan đẹp quá ha. Wow. Bụi lan đẹp dễ sợ nha. Đây là quán cà phê đồ đông nhiều lắm bà con. Quán cà phê ăn nhẹ
khu này ta dắt chó đi nhiều, ta để nước ngoài mép lộ cho mấy chó uống. Ôi quần áo đâu không nè. Ừ. Mở nó vô nhảy vô xe đi. Ờ mất công đi bộ ghé lại mua cho rồi. Lên khu trên này toàn là xe đẹp không, nãy giờ gặp toàn là BMW, Mercedes, lách xịt đồ xe xịn xịn không à. Khoát trời ơi, mấy chiếc xe đẹp đẹp không mà đi, đi ngang lộ đi anh. Này đầu cổ không đội nón gió bay lù xù. Mày nãy giờ khám bệnh cho cháu rồi, không có gì hết, chỉ bị bụi đồ ngứa nổi sảy thôi, không có gì hết. Rồi đi vô vô để order đồ ăn đây. Ăn không? Mua hộp này ăn đi. Hả? Cá tươi ngon. Biết mua cái con cô gà, chắc mẹ mua cái sushi cho nó đi. Con uống nước gì lấy đi. Spicy prawn and one California. And some ginger. Mẹ mua cho. Thôi thôi, để mẹ cho tiền cho nó, nhiều tiền đâu. Rồi để mẹ mua cho. Này. Muốn ăn đây không? Không, mừng về nhà. Ăn đây đi cho nó. Không có nắng không? Ra hai mẹ con ăn nhà hàng Nhật. Mua hộp để ăn chơi. Đang mời cả nhà ăn sushi với sashimi nha. Thường thường chắc đây ta mua đem về nhiều hết con chơi. Bỏ nước tương nha em. Rồi ăn lên đi em. Ăn. Ở hồi nãy mẹ còn xe đấy.
sợ. Cái nào mẹ thích nào? Con ăn không nữa mà con. Cái này cái gì? Mẹ cho con là cá nó thử. Cái này chuyên à. Có này nè, cái này cá gì mẹ quên rồi mà thử yeah. Ngon lắm. Cái này con thử rồi mà con quên cái gì. Bên Nhật á, bên Nhật ngon lắm. Có miếng cá gì mà màu vàng giống gì nè. Mẹ với dựng ba ăn ngon. Để cái này ăn nhầm. Buồn rồi. Sao mấy người này ăn được quá vậy hả? Mới đây ăn nữa rồi. Trứng nó làm hơi ngọt. Tại cái trứng lúc nào cũng là ngọt. Ở bên Nhật nó có cái chỗ mà cái Mẹ thì ăn đồ Nhật được tạm hoài chứ sao cũng ba lâu lâu mới đổi món chứ bắt tạm thời ba được. Gặp bà bác sĩ là cười dữ lắm, cười nhau bác. Ăn cái miếng đó luôn đi với em. Con ăn miếng đó với miếng cá này luôn đi. Mẹ ăn mất sao đúng rồi. Ông chú Thọ có chỉ chỗ ăn. Ông chú Thọ có chỉ chỗ ăn bò con bê ở đâu á. Khoảng 200 gì Ba Lộc coi không hả? Chưa tới 300 đồng tiền Úc. Một người. Mà hỏi cô Hiền là cô Hiền nói cô Hiền đi để ở đâu gì đâu. Ăn biết. Mấy mẹ con ăn xong rồi giờ đi lượm bộ về. Ơi, bây giờ lỡ bộ về. Chó gì mà nó lùn dữ vậy trời. Chó xúc xích mà lội lông dài. Chó xúc xích. Ủa này bán đồ gì vậy con? Ồ bán đầy đắt à Lý An sáng. Người ta đi lại cổng xe lửa đó Lý An. Ta mua ha. Mua hả? Ta cho hả? Quán cà phê mà mình lại mình mua cà phê là người ta cho đồ ăn cho chó nha. Mua cho bánh cho chó. Chết rồi. Bởi vậy đủ thứ. Tại cái khu này ta dắt chó đi nhiều lắm, ta nuôi chó đâu nhiều lắm nha bà con. Đó, rồi mình lại mình mua cà phê mình uống đó cái tiệm đó ra. Tiệm lại là mấy cái phim đó là nó cho bánh cho chó ăn, nó có làm bánh nó đặc biệt cho mấy con chó. Đi bộ về tới nhà kìa ha. Đái đi về, đi về lẹ, đi về. Đái xong rồi về lẹ. Đái đi để bà nội chạy đường xa đó, đi về lên xe nữa. Nó đứng lại. Hello chào cả nhà, nãy giờ Lan xuống nhận gái rồi lội bộ ra ngoài đường 2
ở ngoài đường 2 mà dùng lên đây rồi đi đi chợ rồi đi bác sĩ chứ đi ăn nhà hàng Nhật. Rồi bây giờ Lan giờ này cũng 2 giờ 10 rồi, thôi là giờ Lan đi về nha. Đi về về. Ngang qua má mua bao gạo, Lan chở bao gạo chạy luôn về nhà Lan, bây giờ phải chạy ngược lên nhà má Lan ở trên Lê Minh Tân nữa, đưa cho má bao gạo rồi mới về nhà Lan. Chạy một lèo chắc gần hết xăng rồi, còn có 4 bực nữa chắc phải đổ xăng nữa đó. Rồi thôi Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Cái này là cuộc sống của Lan hàng ngày ở Úc nha bà con, thì mỗi bữa làm gì đây, bữa nay ngày thứ hai Lan không có đi học cho nên chạy xuống nhà con gái chơi. Rồi bây giờ đi về. Thôi Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Lan cảm ơn bà con rất nhiều bỏ thời giờ coi phim của Lan. Cảm ơn. Xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Lan cảm ơn. Bye bye.